快乐mà cứ ngón nhân liên tục vậy. Ba ba và mama dặn tớ là phải bảo vệ cậu, nên là từ bây giờ tớ sẽ thành vệ sĩ của cậu. Cảm ơn Chấp Chấp, nhưng mà mình chỉ qua nhà mình thôi mà. Bà nội ơi, bà nội. Ô trời ơi, cháu của tôi, con đến rồi đó hả? Dạ. Ôi, thương quá trời thương luôn á. Quá, quá, quá. Ý, có Chốp Chốp đây nữa nè. Con chào bà, con nên đi thuê để bảo vệ thơ đó bà. Ừ, Chốp Chốp của bà quá là bản lĩnh luôn. Thôi thôi thôi, vô nhà đi con, tranh thủ vô thăm mẹ. Ba con chưa có về, mau lên đi. Chốp Chốp vô luôn, Chốp Chốp. Dạ. Ủa, bé Thơ, ai mang thơ về cho mẹ vậy? Hả? Đây là thiệt đúng không? Không phải mơ đúng không? Bé Thơ, bé Thơ. Bé Thơ của mẹ, mẹ nhớ con lắm bé Thơ ơi. Bà ơi, con có ý này nè. Hay là bây giờ con với bà đi chỗ khác đi, cho hai mẹ con thêm nói chuyện. Ờ ha, mình đi uống sữa cun đi con. Đi, dạ. đi. Mẹ nhớ con lắm, bé Thơ của mẹ. Ở bên đó người ta có cho con ăn uống đầy đủ không? Có uống sữa cun không? Ngủ có bị muỗi cắn không hả con? Con có sống tốt không? Mẹ, con sống rất là tốt. Nhưng mà mẹ nhìn mẹ đi, mẹ có sống tốt không? Sao mà mẹ lại hư như vậy? Cho mẹ nè. Đây là tiền bán cá con phụ mẹ con đó, con mua cho mẹ đó. Con sống rất là tốt, mẹ đừng lo lắng nhá. Con biết là mẹ cũng rất là yêu thương con. Con cũng như vậy, Kiều cũng như thế. Kiều cũng chỉ là một em bé thôi. Mẹ nói với con là tình yêu thương có thể cảm hóa mọi thứ, biến người xấu thành người tốt. Vậy tại sao mẹ không chia sẻ tình yêu thương cho Kiều để cảm hóa Kiều? Mẹ làm được, con tin là mẹ làm được. Cái gì vậy? Mẹ kêu con có nghe không? Mẹ còn muốn cái gì nữa? Con không muốn nói chuyện với mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Sao mẹ lấy cái iPad của con? Ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Con không muốn nói chuyện với mẹ. Con muốn chống đối mẹ đúng không? Mẹ nói cho con biết, ở trong cái nhà này, ba con mà muốn chống đối với mẹ, mẹ cũng xử được. Huống hồ chi là con. Tất cả những gì mẹ làm là vì mẹ thương con.
tất cả những gì mẹ làm là mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mà mẹ không chấp nhận được cái cách chơi game của con. Chơi game chỉ là giải trí, lâu lâu chơi một hai lần thôi. Còn con mù quáng, mô muội, giao du kết bạn những người xấu, lớn lên con cũng sẽ trở thành cái loại không ra gì mà thôi. Con ghét mẹ, con ghét cái nhà này, con không muốn thấy mẹ nữa, mẹ đi ra ngoài đi. Khóc đi con, khóc cho thiệt nhiều vô để dơi đi nỗi buồn, rồi sau đó con sẽ thấy mạnh mẽ lên con dâu à. Mẹ, con làm mẹ thất bại quá phải không mẹ? Chiên xả là số dách nha. Giá cũ hả chị? Giá cũ luôn chị nè. Con cảm ơn cô. Đây em gửi, cảm ơn nha. Đáng ghẻ lần sau em ghé hoài. Cảm ơn chị. Con chào cô. Cái giọng thấp thấp dưới đất thôi, đừng có trên nóc chợ con. Cô ơi, cô lại đi mua mua cá cho con coi. À, trời ơi, nhìn cá tươi ngon ha. À, ăn cái gì? Dạ, cá này nhiêu vậy cô? Giá cũ luôn. Cá này đi cô, cá này mắc hơn mà ngon hơn nè. Tươi, nay tươi lắm. Cân nha. À mừng không? Thôi thôi, gì mần đi nha, mần cho trúng ý của cô. Dạ rồi, chị cảm ơn nha. Cảm ơn bé nha. Rồi. Con chào cô, con cảm ơn cô. Bảo, nghỉ tay đi con. Phụ như đó được rồi. Đây, có thưởng nha. Mọi đứa cảm một hộp sữa Cun. Tươi vui, uống để luôn vui tươi. Con thích sữa này lắm luôn á mẹ, bởi vì nó có 100% nguồn sữa từ Úc này, rồi các chú bò thì được chăn thả tự nhiên, không sử dụng sữa bột, đạm và chất béo, chuẩn sữa tươi nhập khẩu luôn á mẹ. Trời ơi, sao gần dữ à? Trên này có ghi hết này mẹ. Mẹ uống đi mẹ. Uống nãy giờ. Uống rồi con. Mẹ ơi, con nói mẹ nghe này, khi nào á mà con học giỏi với con ngoan á thì mẹ mua thật là nhiều sữa Cun tươi vui cho con uống nữa nha. Cậu đòi cũng có nữa con ơi. Bởi vì á, sữa này được sản xuất và đóng gói tại Việt Nam nên là giá thành rất là Việt Nam. Rành ghê luôn á. Thôi nè, bây giờ vậy à, con uống sữa xong đi về nhà học bài nghe không? Phụ mẹ như đó được rồi. Không, ngày mai con được nghỉ học vì cuối tuần mà. Trời ơi, chị hai ơi, mẹ thì làm gì có khái niệm cuối tuần. Vậy cũng là em nữa, cái thằng nhóc này không được la nghe không? Mà mẹ, con có một yêu cầu cho mẹ. Nếu mà mẹ thực hiện được ấy thì mẹ sẽ có một phần thưởng, đó chính là một ngày nghỉ cuối tuần. Trời ghê chưa, mày đặt ra yêu cầu rồi à. Ủa rồi à, cậu yêu cầu tôi gì hả? Thì trong cuốn nhật ký mẹ có viết đấy, mẹ muốn về thăm ngoại, rồi mẹ muốn nói lời xin lỗi ngoại. Sao bây giờ mẹ không thử thực hiện điều đó đi? Vậy thôi hả? Rồi, vậy còn con, mong muốn của con là gì? À đúng rồi đó, anh nói đi. Em không phải là người nhiều chuyện đâu, nhưng mà chuyện nhiều quá em lại phải nghe. Với lại con không có viết nhật ký nên mẹ chưa biết, mẹ phải hỏi. Mẹ, đọc nhật ký của người khác là không đúng đâu đó. Biết đâu đọc. Gì con, nói. Thì con tính là sẽ đi học lại. Được. Thời gian qua ấy, thì con có đi sửa xe và kiếm được một khoản tiền nhỏ. Con sẽ tính dùng cái tiền đó để thuê mẹ hẳn 2 ngày luôn, cho mẹ về quê thăm ngoại. Ngon dữ ta. Được luôn. Nhất định đi nha. 2, 3. Vô.
Kiều ơi, Kiều ơi Kiều, ra ăn cơm đi con. Con có thể giận mẹ nhưng đâu có thể bỏ ăn như vậy được. Kiều ơi, Kiều ơi Kiều, con không mở cửa là mẹ tự xông vô đó nha. Kiều ơi, Kiều ơi Kiều, Kiều ơi, con có sao không Kiều? Kiều ơi, con sao vậy Kiều? Kiều ơi, Kiều, tỉnh dậy đi con, đừng có làm mẹ sợ. Kiều ơi, Kiều, Kiều ơi Kiều, con có sao không Kiều? Kiều. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ kể cho tụi con nghe một câu chuyện mẹ không có ghi trong cuốn nhật ký này. Vậy thì mẹ kể đi mẹ, con không nhiều chuyện đâu, nhưng mà do nhiều chuyện quá nên là con phải nghe thôi. Con bé này, đó là lúc mà bà ngoại con bị bệnh á, thì mẹ đã quyết định đi về chăm sóc cho bà ngoại con. Tuy là cái thời gian mà chăm sóc bà ngoại không có nhiều, nhưng mà đủ để mà mẹ và bà ngoại nè hiểu nhau, thông cảm cho nhau và tha thứ hết cho nhau luôn. Thế mà sao con không biết chuyện này hả mẹ? Trời đất ơi, cái hồi đó con có chút xíu à, con đâu có hiểu chuyện như bây giờ đâu mà kể. Mẹ kể tiếp chuyện ông bà ngoại đi, nhanh, con đang muốn nghe. Con biết không, ngày xưa nhà ông bà ngoại con rất là khá giả. Nhưng mà lúc mà bà ngoại con bị bệnh, cái ông ngoại mới bán hết tài sản, gom góp hết luôn để lo chữa trị cho bà ngoại con đó. Chuyện tình yêu của ông bà đúng là đẹp như kiểu là Romeo và Juliet luôn ấy. Bảo, nghe mẹ nói nè, con phải đi học lại nha. Báo cho con tin vui là tổng đài siêu cool sẽ hỗ trợ cho con đi học hàng tháng. Bác bán thịt ngoài chợ á đã gọi lên tổng đài siêu cool để mà hỗ trợ cho gia đình mình đó. Tổng đài siêu cun có nhiều tiền vậy hả mẹ? Không những là gia đình mình đâu con, còn những gia đình khó khăn kia nữa. Với lại á, tổng đài siêu cun còn có chương trình là người ta kết nối giữa những gia đình mà có điều kiện với những gia đình mà không có điều kiện giống như gia đình mình nè, để hỗ trợ lẫn nhau đó con. Vậy thì bây giờ con phải cố gắng học thật là giỏi để sau này trở thành gia đình có điều kiện, sau đó đi giúp những người khác. Được giúp đỡ người khác là một điều tuyệt vời lắm luôn á mẹ. Mà sau khi con giúp đỡ người ta rồi, con còn phải biết ơn người ta nữa, bởi vì người ta đã cho con cơ hội để trở thành người tốt và làm điều có ích. Giỏi. À mà mẹ, con có một ít quà muốn dành tặng cho mấy em nhỏ khó khăn ấy. Bây giờ con phải làm thế nào mẹ? Trời ơi, giỏi quá vậy. Đây nè, à bác bán thịt á có cho mẹ số điện thoại, nói là nếu như mà có muốn tặng quà thì cứ liên hệ trên tổng đài. Đây nè, được có lưu nè. Đây, tổng đài siêu cool nha, 1-800-585872. Nhưng mà dừng lại 2 giây được không? Anh nhìn đi, nhà mình còn gì đâu mà tặng. À, thì anh còn dư một bộ đồ nghề sửa xe đấy, anh dùng nó để tặng cho các bạn nhỏ. Ủa, vậy là anh không định đi sửa xe để kiếm tiền phụ mẹ nữa sao? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Nhưng mà bây giờ anh phải đi học rồi, làm gì có thời gian sửa xe nữa. Mà đến lúc tan học thì anh đi phụ mẹ bán cá à? Vậy cũng được. Nói chung là anh đi học là em vui rồi. Ừ. Alo. Chị Ngọc à, thôi chị cũng đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói rồi, bé Kiều không sao đâu, nó sớm tỉnh lại thôi mà. Cảm ơn chị. Bây giờ đối với tôi á,
Chỉ cần bé Kiều tỉnh dậy thôi là đủ lắm rồi. Tôi không cần gì hết trơn. Mẹ đi đâu mà mãi vẫn chưa chịu về nữa chứ. Anh cũng lo lắng quá. Lúc đi mẹ cũng không thèm nói với em là mẹ đi đâu. Thôi thì bây giờ tới chỗ làm của mẹ coi sao. Vậy thì phải đi nhanh nhanh lên. Tao nghe là ai? Tao xin tự giới thiệu cho hai nhà ngươi được biết. Ta chính là khô lô đẹp trai. Còn tên mập xấu xí đang bay lơ lửng trên không đó chính là lão bùi. Các người ai cũng xấu xí cả. Nhưng mà các người muốn gì? Tại sao ta phải nói những điều này cho đám nhóc nhà người biết chứ? Nè, không cần phải nhiều lời với các ngươi nữa. Bây giờ đi theo ta, còn không thì đừng có trách. Ta không để cho lũ ác nhân các ngươi bắt hai anh em của họ đi đâu. Lũ gia đình nông dân siêu phàm, lúc nào các ngươi cũng là kỳ đà cản mũi vậy hả? Tại sao các ngươi lại bắt anh em của họ? Âm mưu các ngươi là gì? Ngươi nghĩ ta khai sao? Ta không khai, không ai có thể bắt ta nói được đâu. Hả? Còn chết ta cũng không khai. Hay mau. Thôi được rồi. Ta đã có cách. Hay đi. Chọn gì chọn chữ đi. Được rồi, ta sẽ khai. Nhưng với một điều kiện, sau khi khai xong các ngươi phải thả ta ra. Được rồi, ta là người lớn, ta sẽ giữ uy tín. Khai đi. Vào 11 năm trước, tiến sĩ Đơ đã đánh cháo gia đình của hàng trăm đứa trẻ sơ sinh để chúng không được sống gần cha mẹ ruột của chúng. Nhưng cha mẹ của con này phát hiện ra điều đó và quyết định không đổi lại. Tiến sĩ Đơm quyết định xâm nhập vào bộ não của người cha để khống chế người cha. Ta vì sợ kế hoạch bại lộ nên bắt bọn chúng trở lại. Vậy là bây giờ ba của ta, nhưng không phải là ba của ta mà là tiến sĩ Đơ sao? Không được. Làm gì mà la lớn quá vậy? Hú hồn à! Tiến sĩ Đơ, âm mưu của ông đã bị bại lộ. Tiến sĩ Đơ nào? Ông đừng có giả bộ giả bịt nữa. Làm sao mà có thể qua được con mắt cú vợ của tôi cơ chứ? Ủa? Biết rồi hả? Rồi ta là tiến sĩ Đơ, thì ngươi làm gì ta? Ngươi tưởng ta sợ một đứa nhỏ như ngươi à? Ranh con! Ha! Ta không chỉ có một đứa ranh con, ta có hẳn ba đứa ranh con cơ! Cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại. Thì sao hả Chấp Chấp? Thì ông đừng hòng giải thoát, tiến sĩ Đơ.
cũng là ba đứa con nít mày thì làm gì được tiến sĩ Đơn này. Còn ngươi nó chấp chấp cái gia đình nông dân siêu phàm đáng ghét các ngươi, hôm nay ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời ha. Sao tính làm gì ta, tính đánh ta hả? Đánh đi, ta đâu có phản ứng đâu. Được rồi, để ta cho ngươi một trận. Cuối cùng ông muốn gì? Ta muốn tất cả các ngươi đều phải chịu đau khổ giống như ta đã từng phải chịu đựng. Nhưng mà ba của ta không muốn thế. Ba, ba nhận ra con đúng không ba? Con biết là ba nghe con nói. Ba cố lên, phải chiến thắng tiến sĩ Đơ ba. Cố lên, con tin ba. Lạc quan lắm. Ba của ngươi đã rất nhiều lần kháng cự lại, không thoát khỏi tay ta. Nhưng hắn chỉ là một tên vô dụng, làm sao bằng tiến sĩ Đơ này. Ba người không bao giờ chạy thoát được khỏi tay ta đâu. Đừng có mơ. Thanh, dũng cảm lên. Con trai của mẹ, con là một cậu bé dũng cảm. Con không được từ bỏ. Mẹ biết, con là cậu bé kiên cường, phải chiến đấu và chiến thắng. Con nên nhớ, con còn có mẹ và vợ cùng hai đứa con gái thân yêu của con đang mong con trở về. Hãy mau trở về là chính con đi Thành. Bà diễn văn tuyệt vời quá bà Thím. Mày mau xuống xuống lượt nha, để thông báo lại lần nữa, mất công quá. Nói lại cho bà nghe nè, thằng con trai của bà đã bị người ta khống chế hoàn toàn, từ tinh thần đến thể xác, không bao giờ hắn quay lại đây được nữa đâu. Đau khổ lắm đúng không? Gì vậy? Các ngươi đừng có xin lỗi hả? Gì trời? À, cái tên đáng ghét mày, định kháng cự vậy hả? Giả vô mặt ta hai cái hả? Cái gì? Ngốc quá ta. Ta chứ mạnh hơn ngươi mà. Sao định chạy qua đây hả? Mày đổi tay hả? Ta là khống chế ngươi hoàn toàn. Đừng không, cái gì? Đừng bóp cổ con trai của ta. Cái gì là hiểu lầm thôi, con trai của bà đừng bóp cổ ta đó. Tại vì cái thằng điên này muốn chết tụi hì vậy mày. Ba! Trời ơi con ơi, Thanh. Thanh ơi, Thanh đã trở lại rồi. Thanh ơi, Thanh ơi. Con về rồi hả? Ba thôi, mọi người. Trời ơi, mừng quá Thanh ơi. Là ta đây. Là tiến sĩ Đơ đây. Bậc tài diễn xuất thấy chưa? Tất cả các ngươi đã bị lừa. Nãy giờ ta diễn không đó á, chứ làm sao con trai ngươi quay trở lại được? Mau trả con lại cho ta. Không à. Con hơi yêu quý của ba này ba. Ngươi mà không trả, ta sẽ kêu ba tao tới đó. Ngươi kêu ông nội của ngươi tới, ta cũng không sợ đâu. Bởi vì ta là ai? Ta là tiến sĩ Đơ siêu cấp. Chống cự lắm.
Là con phải không Thành? Là con. Ba, là con. Ai đây? Bé Thơ. Đúng là ba. Nhưng mà chưa chắc. Ba, con đố ba biết con thích cái gì nhá. Ngoài sữa cun thì con thích cái gì nữa? Ôi trời ơi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Và đặc biệt là cun tươi vui phải không? Yeah, trời ơi, chiến thắng quá. Mẹ ơi, con đã chiến thắng hay trở về. Con sẽ bảo vệ gia đình của mình nha mẹ. Con trai của mẹ giỏi quá. Hên mà ba trở về, chứ nếu không mẹ sẽ trở thành vợ của tiến sĩ Đờ mất đó ba. Ba, con yêu ba. À, tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ ơi. Ông tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ mau thức dậy cứu tụi tôi đi. Tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ. Có lần. Cái gì? Ông có cách nào kêu ông dậy không? Tôi với ông còn bị chói như vậy, làm sao có cách nào kêu ông dậy được? Trời ơi, bây giờ vậy biết sao giờ? Tiến sĩ Đờ, tiến sĩ Đờ. Tiến sĩ Đờ. Hey, có khi nào tiến sĩ Đờ ông có kế hoạch B không? Kế hoạch B? Ừ. Cũng có thể. Ồ. Kêu ông dậy. Cái gì? Tiến sĩ Đờ. 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 Kiều ơi, mẹ nè con. Con tỉnh dậy rồi hả? Con thấy trong người sao rồi hả? Mẹ. Mẹ. Ba. Ba nội. Thơ. Bảo mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ, con thẳng thắn với mẹ, con nghĩ mẹ là mẹ sinh con ra mẹ phải có trách nhiệm với con, mà con không biết là hai mẹ rất là vất vả với con. Không phải, không phải là lỗi của con đâu. Con chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Là mẹ, mẹ không chia sẻ với con, mẹ không mở lòng với con, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mẹ xin lỗi con. Con nên nói tất cả mọi người, con xin lỗi. Một hạnh phúc nhỏ bé là được mẹ cha chở che, giả vờ như bất khóc để được yêu thương vô bể. Trái tim nhỏ bé nhưng gia đình lặng thế, ấm áp trong vòng tay trao hạnh phúc đong đầy. Một thế gian rộng lớn sẽ có những người mến thương con mà chẳng thể quên giây phút khóc nũng níu trong vòng tay của mẹ, được nghe lời khuyên và căn dặn của bà vì gia đình là thế. Gia đình là thế. Để được o khóc nũng níu trong vòng tay của mẹ, được nghe lời khuyên và căn dặn của bà vì gia đình là thế. Dạ, hôm nay là ngày 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ Women Day. Dạ. Tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể những người đàn bà, những người phụ nữ, những người con gái trên toàn thế giới này một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ, thật hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp. Và cái điều thứ hai, tôi muốn thay mặt hết tất cả những người con trên toàn thế giới này gửi đến những người mẹ của mình
lời cảm ơn vì sự hy sinh của họ. Họ đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình ra để nuôi nấng những đứa con. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn con trai. Cảm ơn chồng. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn chồng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn con gái. Mẹ. Chị ơi. Trang. Mẹ. Sao vậy cô? Sao vậy? Dạ, không có gì. Lần đầu tiên mà con được nhận cái bó bông chả ba lửa vậy á. Giờ đó giờ một cành bông cũng không có nữa ba ơi. Lần đầu tiên em thấy một người nhận bông mà khóc dữ gì. Lại còn bông to nữa mẹ. Chị ơi cười lên đi, bữa nay ngày vui mà, làm theo em nè. Hoa. Mùng 8 tháng 3 bớt lại con. Dạ. Người ta khóc đây á là người ta khóc vì hạnh phúc đó. Phải không cô Trang? Dạ dạ thưa bác. Dạ chị cũng kiềm chế cảm xúc lại nghe. Mấy đứa nhỏ nó không biết, nhiều khi nó buồn á. Dạ. Thôi còn cái lời thứ hai là ba muốn gửi đến hai đứa con gái của ba. Hai đứa con gái của ba vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, vừa hiền lành, lại biết phụ việc nhà. Ba cho 10 điểm. Con cảm ơn ba, con cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra khi mà con làm việc nhà giúp mẹ thì con chỉ muốn chứng tỏ tình yêu thương của mình đối với mẹ thôi. Thấy thương không? Có thương nổi không? Dạ có, con thương nổi lắm. Nổi thương tụi con. Còn con hả, con muốn giúp đỡ ba mẹ để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của bản thân con cũng là một người có ích. Giỏi. Giỏi quá. Vậy thì cô chú phải giao thật nhiều việc cho hai đứa nhá. Đúng vậy, con muốn làm thêm nhiều việc nữa, bởi vì càng làm con càng thể hiện được rằng mình yêu thương mẹ con thật là nhiều. Đúng rồi. Anh thì không có nhiều tiền, chỉ mua được hai lốc sữa này thôi, mà ở đây thì có quá trời sữa rồi. Thôi thì hai đứa cầm tạm nhá. Tấm lòng của anh Bảo. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Hạnh. Bảo còn nhỏ mà cái suy nghĩ sâu xa quá mọi người. Không có đơn giản mà tặng hai cái lốc sữa cool này đâu. Bảo muốn gửi gắm đến hai con gái của ba là chúng ta phải sống lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Giống như là cái hộp sữa cool tươi vui này vậy nè. Nhớ chưa? Con vừa quên một chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì con? Bây giờ con muốn nói với mọi người, sữa cun đang có chương trình khuyến mãi sưu tập thẻ cun để đổi nhiều phần quà hấp dẫn nữa. Mọi người đã biết chưa? Biết rồi. Uống sữa đi con. Sữa cun tươi vui, nguồn sữa tươi 100% nhập khẩu từ Úc, hoàn toàn không sử dụng sữa bột. Nguồn sữa từ đàn bò chăn thả tự nhiên, được yêu thương và chăm sóc mỗi ngày. Sử dụng công nghệ Frozen Fresh, vận chuyển về Việt Nam để sản xuất và đóng gói. Sữa cun tươi vui, thơm ngọt chất lượng, chuẩn 30, không dùng sữa bột, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng kháng sinh. Cun tươi vui, luôn vui tươi. Đặt hàng ngay tại website đặthang.idt hoặc liên hệ đại lý sữa Cool trên toàn quốc. Cảm ơn ba vì đã dần lối thầm lặng hy sinh cho con suốt cuộc đời. Một người ít nói nên chẳng thể bày tỏ ra bằng lời. Hạnh phúc của ba là nhìn thấy con cười. Và cảm ơn mẹ đã
cho con một hình hài, dạy con khôn lớn biết phấn đấu cho tương lai, tạo từng sớm tối lo lắng cho đàn con nên người. Niềm vui của con là mẹ về sớm thôi, một hạnh phúc nhỏ bé là được mẹ cha chở che, giả vờ như bất khóc để được yêu thương vỗ về. Một trái tim nhỏ bé nhưng gia đình là thế, ấm áp trong vòng tay trao hạnh phúc đồng đầy. Một thế gian rộng lớn sẽ có những người mến thương con mà chẳng thể quên giây phút hạnh phúc bên gia đình, để được oa khóc nũng nịu trong vòng tay của mẹ, được nghe lời khuyên và căn dặn của bà. Và cảm ơn mẹ đã cho con một hình hài, dạy con khôn lớn biết phấn đấu cho tương lai, tạo tần sớm tối lo lắng cho đàn con nên người. Niềm vui của con là mẹ về sớm thôi, một hạnh phúc nhỏ bé là được mẹ cha chở che, giả vờ như bất khóc để được yêu thương vỗ về. Dù trái tim nhỏ bé nhưng gia đình là thế, ấm áp trong vòng tay trao hạnh phúc đồng đầy. Một thế gian rộng lớn sẽ có những người mến thương con mà chẳng thể quên giây phút hạnh phúc bên gia đình, để được oa khóc nũng nịu trong vòng tay của mẹ, được nghe lời khuyên và căn dặn của bà. Phiên bản nâng cao luôn, phiên bản hoạt hình trong truyện tranh.